Chào mừng các anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Lê Diễm Nấu Ăn Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay Diễm chia sẻ cho các anh chị món canh, một món canh rất là ngon, đó là canh ngó khoai nha các bạn. Sẽ có rất là nhiều người không biết cái ngó khoai này, nhưng mà khi các bạn kiểm tra trên mạng á thì nó có rất là nhiều tác dụng đó các bạn. Mình sẽ nấu chung với củ khoai và ít ngó khoai. Hôm nay Diễm sẽ nấu canh với lại tôm, và nếu các bạn có thể nấu với xương cũng được, nấu với thịt bằm cũng được, rất là ngon nha. Canh này rất là thanh mát, dễ ăn. Và bây giờ để chuẩn bị nguyên liệu và nấu như thế nào, Diễm xin mời các bạn vào bếp thực hiện cùng Diễm nha. Đây là nguyên liệu để mình nấu canh ngó khoai nha các bạn. Cái này là gọi là ngó khoai, nó mọc từ ở trong cái thân cây khoai môn ra đó các bạn. Còn cái này thì củ thì đơn giản rồi ha, củ khoai thì các bạn biết rồi ha. Còn cái ngó khoai này nè, nếu các bạn mà không biết sơ chế á, sợ nó bị ngứa á, thì các bạn nên nhờ cái cô bán á, cô đó sơ chế giùm cho ha, về mình nấu thôi cho nó đơn giản hơn. Vì nếu mà mình không biết thì mình làm nó sẽ bị ngứa. Và hôm nay Dĩnh sẽ nấu, sẽ nấu với lại tôm tươi, tôm khô hoặc là thịt bằm và xương đều rất là ngon. Hôm nay Dĩnh sẽ chia sẻ cho các bạn là mình nấu bằng tôm nha. Ở đây có rau nêm và ít tỏi ớt. Và bây giờ Dĩnh sẽ đi bằm tôm ra và mình nấu luôn nha các bạn. Tôm thì các bạn sẽ cắt bỏ phần này và mình cắt như này để mình lấy cái đầu ra nấu canh cho ngọt nha các bạn. Còn phần vỏ thì mình sẽ lột luôn. Cắt cái rau và cắt cái đầu như thế này ra, lột vỏ ra. Nấu với tôm tươi rất là ngon nha các bạn. Tôm thì các bạn có thể xắt ra như này hoặc là bằm cũng được nha. Nhưng mà xắt ra như này khi mình ăn á thì nó còn một miếng tôm rất to, sẽ ngon hơn nha các bạn. Cái phần đầu này mình đừng có lột ra nha các bạn, mình để như này nè, mình nấu canh sẽ rất là ngon. Cái phần gốc hành và củ tỏi mình sẽ băm nhuyễn ra để mình ướp vào tôm nha, luôn nha các bạn. Cho tỏi và gốc hành vào đây mình ướp. Các bạn cho vào đây tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà no nha các bạn, nửa muỗng canh dầu ăn. Mình trộn đều lên và mình ướp cái phần tôm này trong vòng 30 phút rồi mình hãy nấu nha các bạn. Ngó khoai thì các bạn sẽ cắt khúc như này ha, vừa như này mình nấu cho nó dễ nè các bạn nè. Hồi lúc mình đi làm công ty đó các bạn, có cái cô đó nấu ăn cái này rất là ngon. Mình nhờ cái cô đó nấu mình mới biết cái cây ngó khoai này là ăn được đó các bạn. Nhiều khi mình cứ nghĩ cái này là nó mọc từ ở trong cái thân, nó giống như cái cây á, mình không ăn được á. Mình cứ hình dung là mình không ăn được, nhưng mà từ hôm mà cô đó nấu ăn tới giờ là ghiền luôn. Ông xã mình vậy rất là thích ăn cái này luôn á. Và hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để các bạn mua về nấu thử ăn nó ngon như thế nào nha. Rồi cái này cắt khúc ra, còn cái khoai này thì các bạn đập ra nha. Đây là phần củ khoai sau khi mình đập ra các bạn, đập bể ra thì nấu nó sẽ ngon hơn khi mình sắc nhuyễn nhuyễn nha các bạn. Cái phần khoai này nè thì nó sẽ lâu chín hơn nên mình để riêng ra. Một lát mình bỏ vào trước và cái khoai, cái ngó khoai nào mà mình bỏ vào sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt nồi nước lên mình nấu canh luôn nha các bạn. Các bạn cho vào đây một ít dầu ăn. Các bạn nhớ nấu sẵn một ấm nước nha, ấm nước sôi đi để mình nấu cho nó nhanh đó. Với lại khi mà mình nấu tôm á, thì các bạn đừng có nấu nước lạnh, nó sẽ bị tanh á, nên mình sẽ chuẩn bị sẵn một ấm nước sôi nha. Khi mình xào tôm xong rồi mình bỏ nước sôi vô, bây giờ mình sẽ khử hành trước nha. Các bạn thấy hành thơm rồi, mình cho tôm vào mình xào nha. Rất là thơm các bạn ơi.
mới xào như thế này rồi đã rất là thơm rồi đó. Khi các bạn nấu nước sôi á, thì mình không cần phải vớt cái tôm này ra đâu nha, mình cho nước sôi vào luôn nha các bạn. Mình canh cái lượng nước sao cho nhà mình vừa đủ ăn là được nha các bạn. Rồi mình bỏ cái khoai mình đã đập vào trước nha các bạn. Và mình nấu chín cái khoai này trước nha. Mình nấu khi nào chín mình mới nêm nếm nha các bạn. Cái khoai này là vì mình đập ra nên nó rất là nhanh chín nè các bạn. Mình nấu 6 phút thì nó mình thấy đã chín rồi nè. Và bây giờ mình sẽ cho cái ngó khoai này vào luôn nha. Cái ngó khoai này nó cũng rất là nhanh chín. Các bạn nấu chừng khoảng 3-4 phút gì đó là nó chín rồi. Rồi bây giờ các bạn nêm nếm vào luôn nha. Sau khi mình bỏ ngó khoai vào được 3 phút thì mình thấy cũng đã chín rồi. Và mình nêm nếm lại vừa ăn rồi đó các bạn. Thì mình sẽ bỏ rau nêm vào ha. Đấy, vậy là nồi canh của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Rất là ngon ha. Thơm nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Nếu chưa đăng ký kênh, các bạn nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ Diễm ra những video tiếp theo nha. Bây giờ Diễm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nha.